gì xấu hả? Sao Su ra có chuyện gì? Cả nhà ơi, Su nói là có biến rồi cả nhà ơi. Có chuyện gì quan trọng không? Quan trọng lắm cả nhà. Sao có chuyện gì? Su nói nhỏ với anh đi. Sao Su nói gì? Cái gì? Bông này nó ăn vụng hả? Thì không, bông ngoan lắm mà. Bông khi nào mà ăn vụng đâu, hay là Su á, Su dễ đo, Su tạo scandal. Cả nhà, Su nói là Su nói thiệt, bông đang ăn vụng ở dưới á. Bây giờ á, cả nhà cùng theo chân anh xem với Su xuống có thử là bông ăn vụng như thế nào nha. Đây, chỗ nào dẫn anh đi. Hôm nay chỗ nào dưới đây hả? Xe vô. Đi đây. Đi đây. Cả nhà ơi, cả nhà có thấy cái điều mà anh Sen đang thấy không? Tu cha, cái ghế vậy cả nhà. Ở trên nó rất là cao luôn. Bông không thể nào leo lên được. Nên bông bắt một cái ghế, xong rồi bông nhảy lên trên cái ghế đó. Để bông nhảy lên trên bàn. Trời ơi, trên cái bàn đó là rất là nhiều đồ ăn luôn. Bây giờ á, thì ra là em Su thấy nè. Su xuống Su mét anh Sen. Đó, đúng rồi cả nhà ơi. Bây giờ hiện tại là em Bông chưa phát hiện ra anh Sen đã thấy được hành vi ăn vụng của em Bông đâu. Nên em Bông vẫn đang đứng ở trên đó cả nhà. Bây giờ anh Sen sẽ vô để anh Sen coi thử là Bông như thế nào nha. Đi ra. Su ơi, Su bước vô. Cả nhà thấy không? Nè, em Bông đang ăn vụng nè cả nhà. Đây, trời ơi, cục thịt nè. Đó, còn trên bàn là đang ăn luôn nè. Sao vậy Bông? Hả? Su bước ghế ngồi. Bước ghế. Sao vậy Bông? Hả? Tại sao mà em ăn vụng vậy? Anh đã cho em ăn rồi mà. Tại sao? Cả nhà, Bông nói là Bông đói bụng quá, Bông ăn chưa no. Nên hôm nay á là Bông xuống Bông lén Bông ăn vụng một xíu. Nhưng mà á, thịt đây là thịt mẹ để sẵn trên bàn rồi, chứ không phải là Bông lấy trong nồi cơm ra đâu. Bông nói cái gì? Ai miết hả? Thì chị Su miết chứ ai? Su miết đúng không? À, cả nhà ơi, Su nói với anh Sen á là Su miết. Tại vì sao? Tại vì Su với Bông bàn bạc kế hoạch với nhau là như thế này. Su với Bông xuống đây để ăn vụng. Nhưng mà chị Su á là đứng ở dưới đây nè cả nhà, giữ cái ghế. Đó, giữ cái ghế vậy. Giữ cái ghế, đứng im này. Đó, giữ cái ghế để cho em Bông đứng dậy, em Bông leo lên. Em Bông ăn, em Bông cắn miếng thịt, em Bông đưa xuống cho chị Su. Nhưng mà khi mà em Bông leo lên trên cái ghế này á, thì em Bông quên mất là em Bông đem xuống cho chị Su. Mà em Bông ăn một mình cả nhà. Đó, em Bông đứng dậy nè, đó. Đó, em Bông ăn miếng thịt một mình. Đó, Bông ăn, còn chị Su ở dưới, chị Su cứ giữ cái ghế thôi. Nên chị Su không đặng gì hết, nên chị Su tức. Chị Su lên, chị Su mét. Su chơi vậy, Su chơi được hả Su? Mình cùng hành động mà sao Su trên Su mét? Su kêu Su tức. Anh á, người ta nói là có phước cùng hưởng, có họ cùng chia, có đồ ăn cùng ăn. Mà đây á, Su giữ cái ghế rồi mà để cho em Bông leo lên mà em Bông ăn mà em không cho Su ăn. Su tức. Chết rồi. Vậy thì bây giờ á, Bông Su leo lên Su ăn nha. Su leo lên ghế. Bước lên. Rồi, Su bước lên đây, bỏ tay đây. Ăn đây nè thịt nè. Ăn đây cái ăn đâu? À, thì ra hai đứa tụi bay âm mưu hết, đứa nào cũng âm mưu hết. Ăn đi Bông, ăn đi đứa nào cũng âm mưu hết rồi. Thôi bây giờ lên đây. Rồi giờ lên đây ngồi. Đi ra. Mẹ ơi. Hả? Con thông báo cho mẹ biết một tin. Mẹ biết tin gì không? Gì mẹ. Su Bông nó ăn vụng mẹ ơi. Ăn vụng? Đúng rồi. Su Bông nó ăn vụng. Mẹ bữa hôm qua ăn mà sao nó lại ăn vụng vậy? Nó bụng hả con? Đây, cả nhà vô đây, mẹ vô đây. Đâu đâu, sao Su? Đúng rồi. Trời sợ chạy, thôi chạy hả? Su ra ngồi. Đúng rồi cả nhà ơi. Thì ra hôm nay á, mẹ anh Sen quên cho Su Bông đồ ăn rồi. Đã ăn no rồi nè, hết chén rồi mẹ con. Phải không? Chết cha rồi sao chưa no, sao mà đi ăn vụng, đứa nào ăn vụng, đứa nào? Đây, con Su á. Ừ. Với con Bông, nó lập cái kế hoạch. Nó lên nó ăn đồ ăn. Mẹ mày biết cái bếp mà nó cao đúng không? Nó đâu lên được. Bếp thì cao mà sao đúng em rồi. Leo lên được? Con Su nó ở dưới, nó lấy cái tay nó giữ cái ghế để cho con Bông nó leo lên. Xong rồi con Bông nó cắn đồ ăn nó thả xuống, dân Su ăn với. Nhưng mà con Su nó, con Bông nó lên nó quên mất.
đang nó nguồn nó đang không thôi, nên Xu tức, Xu chạy ra Xu mét con đó. Xu nói là cùng kết hợp để ăn, mày cuối cùng ăn mình không cho Xu ăn, bắt Xu giữ ghế đó. Trời ơi, sao mà đói bụng xong rồi hành động như vậy? Đúng rồi, rồi. Ăn hết rồi ăn chưa? Ăn con để lại hiện trường ở dưới đó, còn cục thịt à? Đó. Ăn hết rồi chiều là nhìn đói không có gì ăn đâu ngang, mẹ cho ăn no rồi cái gì nếu mà không đói bụng thì kêu mẹ hay kêu anh đi đi lấy đồ ăn hay là anh mua thêm cho ăn chứ sao leo dạ đôi ngã té hay sao con? Mẹ phân chia đồ ăn cho Su Bông hợp lý đi, chứ mẹ mày để tình trạng vậy là Su Bông nó ốm yếu, nó không có sức để nó học đâu. Trời cha. Giờ làm sao? Thì thôi lỡ đó cho ăn luôn đi, rồi chiều rồi mẹ mua đồ khác. Đây. Vậy thì bây giờ. Dặn hai đứa nè. Bây giờ. Không được ăn vụng, ăn vụng là một điều xấu, hiểu không? Bữa nào giờ anh nói nè. Hồi nãy mẹ con tại vì con đậy mọi người, tại vì nhà mình là hay đặt cái bẫy để bắt ai con chuột ăn vụng á, nếu mà từ đây mà nó không biết nó vô nó ăn vụng á là nó chập cái miệng đó. Anh nói nè, hồi nãy cả nhà, hồi nãy mẹ ngủ dậy trễ rồi, 12 giờ mới ngủ dậy, con vừa mới phạt xong luôn mà bây giờ xuống đó bụng ăn vụng tiếp nè. Bây giờ thôi ăn cái đây đi, cái đây á là ăn vô nó sẽ cầm được 2 tiếng nè. Bông rồi cho em ăn đi nha. Đây, cho bông ăn nè, bông ăn nè bông, nè. Đúng rồi. Su. Sao Su dốt vậy? Sao Su? Cả nhà ơi. Rồi bây giờ xin sẽ tái hiện lại đây cả nhà. Đây, bây giờ đồ ăn đây. Đồ ăn ở trên đây. Su đứng lên, Su giữ cái này cho anh. Bông, Su giữ cái đó im nha anh nha. Rồi bông leo này. Bông đứng đó nè đó. Rồi đó, sau khi ăn xong thì sao? Đưa xuống cho em, đưa xuống gì Su đó, được chưa? Đưa em đây nè rồi giữ đi đó, ăn vụng đó cả nha. Rồi nè chị Su, được chưa? Đó, mọi đứa viên thôi, tao đứng gì đó. Em Su vừa mới tiết lộ cho anh xem biết nữa cả nha, vẫn còn có một đồng phạm nữa. Cả nhà biết là ai không? Cái gì? Chị Hiền. Làm sao mà có thể là chị Hiền được? Chị Hiền đang quay clip cho anh xem mà. Sao? Cái con Su này nó xem mà. À, chị Hiền. Thì ra là chị Hiền âm mưu. Chị Hiền á, chị Hiền dàn xếp hết mọi việc cả nha. Thì ra chị Hiền bắt cái ghế, chị Hiền bỏ Su Bông lên đó, xong rồi chị Hiền tạo hiện trường để Su Bông bị oan cả nha. Ê, con Su này bây giờ nó không có bằng chứng mà nó dám vu oan với hệ chị Hiền cả nha. Bây giờ tối đó chị Hiền cho con Su nhìn đói. À cả nha, hôm nhớ anh xin trôn chị Hiền rất là nhiều. Bây giờ chị Hiền quyết định sẽ thực hiện một màn trôn anh Xuyên để coi thử là anh Xuyên có bị rút nghề không như vậy nha. Hồi trước là anh Xuyên là anh thám tử mà hôm giờ không thấy anh Xuyên phá giải được vụ án nào hết. Bây giờ chị Hiền sẽ thử bay ra một cái vụ án để coi thử anh Xuyên dựa vào những cái manh mối tại hiện trường có thể phán đoán được ra chị Hiền là hung thủ không nha mọi người. Đây, hai đứa đứng đây, đúng rồi. Con Su đúng suy yêu đây. Chị Hiền này để sẵn một cục thịt đây rồi. Bây giờ sẽ tại hiện trường giống như là em Mong cùng với em Su đang đi ăn vụng nha mọi người. Hai đứa phải hợp tác với chị nghe chưa. Bước lên đây, ăn vụng đồ ăn đi. Chị sẽ lên chị kêu anh Xuyên xuống mít. À thì ra là như vậy cả nhà. Cuối cùng thì nhân vật chủ chốt đã xuất hiện rồi. Chị Hiền. Chị Hiền. Su Bông đã kể hết với anh rồi. Ai được cái tên là Su Bông. Đó. Thôi đi, bây giờ hiện tại là Su Bông đã nói hết với anh Sen rồi. Chị Hiền là người tạo ra bằng chứng giả để đổ ăn cho Su với Bông. Không đó. Su Bông là đưa hai đứa ăn vụng. Su, đúng chị Hiền không? Đó, cái chưa, Su nói là chị Hiền 100% luôn. Trời ơi, này em chỉ thử tay của hai thôi, coi thử là hai có nhìn thấy là em là người dàn xếp hay không. Này, hai sẽ đổ lỗi cho Su Bông. Này, chị Hiền trở thành người xấu rồi cả nhà ơi. Chị Hiền đổi oan cho Su với Bông. Xém nữa là anh sẽ đánh nhầm Su Bông rồi. Đó, bây giờ phải đi chị Hiền ra đánh mới được. Ê, đau quá chị Nhi. Đau quá mọi người. Ê, cô bảo vệ nữa. Đau quá mọi người. Rồi. Thôi rồi. Đây cả nhà,
Chị Hiền cỡ đó mà chị còn núp ở đây. Số bông còn kêu thay chị Hiền đi. Thay chị Hiền đi kìa nha. Chị Hiền thử làm anh xin thôi. Thử làm cái gì? Bây giờ núp ở trong đây nè. Bây giờ chị Hiền mình ra đây. Được rồi, cả nhà ơi, bây giờ đợi chị Hiền ra đi. Hoặc là anh xem bây giờ anh xem sẽ nhốt chị Hiền ở trong đây luôn. Đó, cho chị Hiền ở trong đây luôn. Dám định vu oan cho em Xu với em không? Sao vậy Xu? Hả? Chị Hiền vu oan cho em như vậy rồi mà bây giờ em vẫn bên chị Hiền là sao? Cả nhà, Xu nói là chị Hiền dù gì chị Hiền cũng là chị của Xu. Chị Hiền rất là thương Xu, lâu lâu chị Hiền mới thử thôi. Đó, chứ chị Hiền không phải là người xấu đâu. Nhưng mà đứng đi. Đập nước vào trong đây luôn rồi cả nhà. Rồi. Bây giờ chứ sao gì chị Hiền cũng ra thôi. Ra là anh sẽ xử chị Hiền. Ok rồi.